Tiên kính thưa chánh quyền địa phương sở tại, kính thưa gia đình tang lễ, kính thưa ông bà cô bác và tất cả anh chị em có mặt trong đêm tang lễ hôm nay, một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và kể từ đây, cụ bà đã mặc vào chiếc áo thiên thu nhàn du về miền âm cảnh, để lại trong lòng con, cháu, bà con ruột thịt một niềm đớn đau tiếc thương vô hạn. Đêm nay chỉ còn có đêm ngắn ngủi nữa thôi. Ngày mai này đúng 8 giờ, linh cữu cụ bà được đưa về nơi đài hòa táng sau cùng. Với tình nghĩa gia đình đã tín nhiệm đến cơ sở Sáu Đức, hôm nay cơ sở Sáu Đức đưa các cháu đến đây, trước là để thắp hương cầu nguyện cho cụ bà lần sau cuối, và sau đó có dựng bài ca cúng để đưa tiện vong linh. Và trước khi bước vào chương trình ca cúng đưa tiện vong linh do cơ sở Sáu Đức phụng cúng tối đêm nay, Di Lan Cường xin thay mặt cho gia đình tang lễ xin kính thỉnh ông, bà, cô bác và tất cả anh chị em ai có tấm chân tình dâng hương và cúng điếu, và cứ tự nhiên bước vào bên trong dâng hương lễ Phật. Các cháu phục vụ chị đứng nép một bên không có gì cản trở, và các cháu cùng xin ngưng tiếng trống lớn bên ngoài cùng như tiếng nhạc lệ bên trong, vì tất cả anh em nhạc sĩ cùng thực hiện chương trình để khỏi bị gián đoạn. Và các cháu cùng xin ngưng tiếng trống lớn bên ngoài cùng như tiếng nhạc lệ bên trong, vì tất cả anh em nhạc sĩ cùng thực hiện chương trình để khỏi bị gián đoạn. Mong ông bà cô bác và tất cả anh chị em thông cảm cho. Và chương trình phụng cúng do cơ sở Sáu Đức, các cháu xin phép được bắt đầu. Và để mở đầu chương trình ca cúng đưa tiện vong linh với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Kim Minh Hằng. Ảnh lao đổ đầu tiên Kim Minh Hằng xin chào cô chú chị trong đêm tang lễ tối đêm nay, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để chia buồn phần cúng bi ai hôm nay, Kim Minh Hằng và mình đứng trước quan tài của mẹ để khóc lên bài hát được mang tên Đứa Con Báo Hiếu. Xin mời thưởng thức. Mẹ ơi, hôm nay con xin dâng lên ba nén hương thơm và ba chung rượu lạc. Mẹ ơi, và ba lạy này con xin đưa tiếng mẹ ra đi. Kể từ đây cách biệt lại cho tôi phút giây nhìn mặt mẹ một lần sau cuối, để rồi ngày mai đây đồ âm cảnh sẽ đưa mẹ tôi về vĩnh biệt muôn đời. Mẹ Hãy subscribe cho kênh Kim Minh Hằng.